mệt rồi. Mà đi. Đã chưa ông ơi? Lấy đây. Đã chưa? Ôi, trẻ con rồi. Rời đi, rời ra. Rồi. Rồi, xinh lắm. Vào đây. Wow. Ồ, quá đẹp. Tôi chạy đứng như tôi trong. Đổi chân. Chân. Đổi. Thả xuống, thả ra xuống ngoài. Rồi, em bé chạy đi. Chào tôi. Đây chơi đi. Tầm 11 giờ nhà Hoành nhá. Không kệ nó, thì mày cứ lên đi nha, có gì lên đây đi, nó xa xong được rồi. Trường em đấy là này không biết, này không được. Về mỗi ơi đường dài, về nhấp chén say. Không đắm say, có bước thiên đường xa đó. Có bước thiên trở về, có bước thiên trở về. Buồn cười quá, dùng mẹ tay. Hải ơi, đứng vào cái đường bên kia để che cái đường ánh sáng nó chiếu vào cái cao đi. Đấy, đứng nữa đi. Đứng sát vào bên kia, sát vào bên kia nữa. Đấy, sát nước vào. Rồi, hợp lý đấy. Chuẩn bị đấy. Rồi, mẹ cầm cốc nước này. Rồi, đưa lên uống bình thường thôi. Ồ, đi đấy. Sau đó mẹ nhìn theo thằng Hoành nhá. Nhìn theo. Rồi, ok. Rồi, mẹ cầm cốc lên đi. Uống đi cô ơi. Rồi, cô đúng rồi đấy. Cô chết làm diễn viên chứ. Đặt xuống tiếp cô ơi. Ok. Ui. Đứng dậy, nhìn ra. Ông cái vụ tổng tộc. Người ta còn biết nhìn. Đi chậm ra xong đó mới chạy. Để đến đâu xa, đi bước chân lên hiền nhà. Bảo bên